Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 926, cũng ba cây vô sẵn luôn. Đầu tiên là một cái ông uống rượu nữa nè, ông nãy màu xanh, ông này màu vàng, vàng màu nâu đó, một ông. Hai là cây này vô cái chậu đó, vậy đó. Nay đi đọt tốt rồi nè, thấy không? Hai em, còn em thứ ba là em vô cái chậu đổ đó. Rồi ba cây ba sĩ đó, ông nào thích alo nha, đừng nhắn tin nha, nhắn tin là tôi không có tiếp nhận đâu nha, không có kịp mà xem tin nhắn nha, là đã chốt với mấy anh trên điện thoại rồi. Rồi đó, ba cây, ba cây 300. Rồi cho xuống luôn nha, đi lại đây nha. Xanh lên làm tỷ lệ coi. Rồi ba cây. Rồi kết thúc nha quý vị. Trên quay xuống nè, thấy không? Thấy tôi phục vụ không? Trên dưới gì đâu, tôi quay hết gáo trời luôn á. Rồi thôi, xin kết thúc.